hecho mi Hôm nay nữa à? Mệt. Buồn. Đánh tiếp đi. Hôm nay nữa à? Quên vào tắm nào tắm đi để anh nghịch ký cho nó đi không đánh nữa à. Từ bối nước rồi nè hoãn. Ôi vẫn đã bỏ quên rồi đấy rồi nước ra máy buồn cô. Đi cất lấy chân đi. Thôi tối. Mùi say mê rồi. Chẳng buồn nhau lắm. Say mê chân. Buồn. Buồn. Thằng kia nhá, nhanh thuyết phục quyết vào đây nhá. Thôi đánh nữa à. Không đánh được đâu. Nó cộng to mày ạ. Đánh nhau kiểu này thôi về nhớ cho lắm đấy. Mẹ. Tôi chồng buồn nào mày đứng mày nữa.